Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Rogan. Alamaz. Rogan. Alamaz. Yuri. Alamaz. Rogan. Alamaz. Yuri. Alamaz. 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 Zokanta. Zokanta. Holmes. Zokanta. Zokanta. Holmes. Holmes. Yuri. Rogan. Zokanta. 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 Alamaz. Zokanta. Oklahoma. Alamaz. Zokanta. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Oklahoma. Holmes. Alamaz. Zokanta. Lare. Alamaz. Roma. Alamaz. Alamaz. Zokanta. Alamaz. Vâng, đây là màn hình Summerian của game thủ về lớp bài này. Bên bạn là Sen Greg và chúng ta là hai Summer. Vâng, Sen Greg. Rồi, về lớp đây rồi. Bài mà gỗ đầu cũng là tương đối ổn. Bãi quả, bãi hiệu khả năng cao là không biết có lùa về được không nữa cơ. Xa quá. Rồi, quýt đây. Một bầy hiệu 7 sẽ được thiết kế đưa về. Vâng, cảm ơn anh Cao Cường nhá. Tiếp tục gửi cho game thủ cam kết 110 sao. Rồi đây là Samurian của game thủ cam kết. Bên kia Hồng Anh là cầm Seng và Greg là của Gunny. Bên mình thì sẽ có một cung một chém rồi. Chắc chắn là sẽ có một người đánh một cung một chém. Vâng, cảm ơn anh Vũ Hùng nhá. Vâng, bài này thì không thấy quýt đi dò nữa. Khả năng cao bài này là mắc binh rồi. Vâng, vậy đây là bãi quả phụ 6 cây. 21% đến từ Hồng Anh và 16% đến từ Gunny. Rồi đây là game thủ cam kết rồi. Đang kích, chuẩn bị kích đời thôi. Vâng, đang đợi đóng nút nhà điều kiện. Isa. Oklahoma. Oklahoma.
Rồi, cấp ý tưởng đẻ cho Kim Tụ về lớp. Mở lớp sang kích đòi vào tầm 11. Không phải tầm 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11 rồi. Phải tầm 11. Ôi, Phương Phạm em đây, em đây. Rồi, em cảm ơn anh Đỗ Tuấn nha. Vâng, đây sẽ là cái bài mà lên đời 20 năm nông dân đến cùng thôi. Nhưng mà kích đời là tương đối muộn, tầm 11. Vâng, đây sẽ là bài game thủ cam quýt rồi. Chúng ta xem quýt sẽ là đẩy chéo cho game thủ về lớp. Vâng, bây giờ... đi khung nhà, một BB, một BB là khung nhà rồi này. Không, đây, không, phải không, đây là nhà game thủ Gani và con T của về lớp cần đẩy lên ngay. Lớp sẽ phải đẩy T lên ngay. Và đây là dân đàn hoàng, dân đàn vàng của Gani. Ờ, như nào? Vâng, sẽ là con 2L và lực cơ bánh xe từ game thủ cam quýt rồi. Vâng, xe của Hồng Anh đây, vậy là đối đầu với game thủ cam quýt sẽ là game thủ Hồng Anh. Quýt là một người chọc chéo sang cho game thủ về lớp. Quýt là người chọc chéo sang cho về lớp rồi. Vâng, xin chào Nguyễn Chiến nha. Vâng, xin chào Nguyễn Chiến. Vâng, vậy là vẫn chưa ăn được nhiều dân của game thủ Gani. Quýt cần phải về ra ruộng và đảm bảo phải có 2 BL. Phải có đảm bảo 2 nhà BL thì mới đỡ được cho về lớp ở tình huống này. Vâng, đây là dân của ông anh nhưng chỉ là quân dân lẻ thôi. 2 lò đến từ Quýt sẽ đi vào đây và kết hợp cùng game thủ về lớp sẽ lấy nhà game thủ Gani. Thật sự là phải thực sự sớm, làm yếu Gani thực sự sớm đi để rơi vào cái thế ông anh phải cân đôi. Và đây tiếp tục là vâng, ông lính ở trong trên mặt này không phải hai con ngựa chèm rất phũ vàng, rất phũ vàng đến từ game thủ Gani. Đường đường vũ vàng đấy. Rồi, 28. Nhưng mà hình như có cung. Không biết là cung của ai. Vâng, đấy chính là cung. Vâng, hai con tê đến từ game thủ về lớp. Vâng, trả lời anh đánh. Được đấy. Nhưng mà phần tư này phải đẩy. Vâng, 4 bè để luôn. Vâng, không biết là quýt ta bị Hồng Anh đẩy chưa. Lớp phải lấy nhà của Gani nhanh vào. Vâng, Gani khả năng bài này tím rồi, tím rồi. Tím rất cao. Rồi, sẽ đẩy vào. Nếu mà Gani không có bánh xe nhanh là Gani sẽ tím. Gani không có bánh xe là Gani sẽ tím. Rồi đây, tiếp tục sổ vào đi. Chưa có bánh xe đến từ Gani và bên lớp sẽ bắt được sạch dân Gani ở tình huống này. Rồi anh ơi, ưng nám. Vâng, chưa có bánh xe, ông chạy ô tô cài. Rồi, vẩy em tôi nữa. Ui, được. Vẩy ra được rồi. Vâng, vậy là Gani hoàn toàn chưa có bánh xe. Chắc chắn là Gani chưa có bánh xe được rồi. 42 trên 48 đến từ game tổ về lớp rồi. Rồi Gani chết khoảng tầm 1, 2, 5, 6, 8 con nông dân. Chết rất nhiều nông dân rồi. Còn đây là máy game thủ cấp quýt tham 23. Và đã bị Hồng Anh đẩy. Bây giờ đã bị Hồng Anh đẩy rồi. Chắc chắn là Hồng Anh là bài này xem đánh cùng. Vâng, hiện tại thì quýt đang tương đối vói thực. Vâng, Gani vẫn chưa có bánh xe. Ưng thật đấy. Cảm giác ưng thật. Rồi 22, Gani gần như là yếu hẳn nhá. Gani không còn nhiều dân đâu. Gani chết hơn 10 con dân rồi. Chết 10 con dân và nếu mà đánh 23 con dân thì Gani không còn nhiều. Tham Gani chỉ còn 1 x thôi. Tham Gani chỉ còn 1 x thôi. Đánh 20 đòn. Hiện tại thì vẫn đang gom khoảng tầm đến 5 con đặc đà rồi. Vâng, Tham Gani chỉ còn 1 x thôi. Vâng, vậy là Quýt vẫn vừa để mất Tham. Khả năng cao là Quýt với Gani Hồng Anh đang muốn đưa với cái thế mà Quýt cũng như Gani là sẽ rơi vào cái thế giống nhau. Chúng ta 78 đến từ game thủ cao quýt, ta sẽ sang máy game thủ về lớp. Ta 45, anh sẽ phải cân đều ông anh. Anh sẽ phải cân đều ông anh tình huống này. Và cố gắng bắn thật yếu Gani đi. Phải bắn thật yếu Gani. Đốt hết nhà BL. Đốt hết nhà chém của Gani. 46, vẫn đã tam lai của về lớp. Một trận đấu mà anh đã được quýt, nó gọi là chém cho thì điều đó rất là tốt rồi. 48. Rồi chúng ta giờ xem. Vâng, tham này. Ôi Gani fit rồi. Nhưng mà ông anh rất là to. Gani là fit. Ừng đấy. Đốt hết nhà Gani đi. Gani fit rồi đấy. Gani có còn nhiều dân đâu. Vâng, và tình huống mà đốt nhà BL đến từ Gani rồi. Sẽ cho Gani rơi vào cái thảm cảnh đầu tiên là fit. Rồi fit rồi. Khả năng cao là fit.
Vâng, đốt hết nhà Gunny. Quá tầm lợn mới từ bên lớp. Đốt hết nhà BL rồi. Vâng, bùng BC phát triển. Quýt khả năng cao. À đây đây đây, vâng, cung của Hồng Anh. Và lạc đà của các quýt đây, vâng, 1 tỷ của lạc đà. Quá nhiều lạc đà. Vâng, Tam Lai đang đi lên dành cho Tem Song Hà. Một trận đấu 2 Summer đang đánh quá tốt. Rồi rồi rồi, úi dồi, 25 đến từ quýt và 25 thì khoảng tầm 10, khoảng tầm hơn chục con lạc đà. Chỉ có hơn 10 con dân thôi. Vâng, úi dồi, con đò thì đẩy đi chết thôi. Và chúng ta cùng chờ xem là thế trận nó như nào. Tam Lai thì Gunny gần như là không hoạt động nữa rồi. Và Gunny tím. Tắt thở đến từ Gunny. Tắt thở đến từ game thủ Gunny. Sẽ tiếp tục đẩy vào Tam Lai 25. Rồi. Tiếp tục sẽ đẩy vào đấy, tiếp tục sẽ đẩy vào thôi. Ưng đấy, ưng đấy. Rồi đây là về lớp, vâng, sẽ bắt những đơn vị cung là quân đẻ của Gunny. Vâng, về lớp đang lên đồng. Bây giờ sâu thẳng vào nhà đội bạn đi. Rồi chết chết, đây 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 đây. Đẩy thẳng căng luôn ứng đấy. Đẩy thẳng căng. Vâng, sẽ phải đẩy thẳng căng vào nhà game thủ Hồng Anh ngay bây giờ. Ố, sao em mang về? Vâng, giờ anh em thấy thế là Quýt đang có một lượng lạc đà thực sự là đông. Rất đông, tham 26 cơ. Vâng, như là vẫn đang muốn là bắt quân. Đây rồi, quân của Hồng Anh đây rồi. Úi dồi ôi. Ủa, Hồng Anh đúng quân thế nhở? Vâng, Hồng Anh đang rất đông quân. Ủa ôi, ôi lúc vừa cho mình ngại này. Khốn nạn thật. Ờ, sao thích Ngọc Sơn? Vâng, có gì vậy? Vâng, vậy là Hồng Anh đang đẩy xuống đây. Vâng, có cả sự góp mặt của game thủ về lớp. Nào, 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 có chúng bắt được tôi này không? Rồi, 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 vô tròn lại. Tham này 85 đến từ game thủ về lớp rồi. Một cái tham rất to. Sau cái tình huống này anh quăng lên cái đầu máu là thì ưng. Bên kia chỉ là một người đánh thôi, Gunny không đánh đâu. Gunny gần như là không thi đấu rồi. Vô tròn tân quân này của Hồng Anh lại. Rồi, tham này 86, một cái tham này rất to của Samurian. Bây giờ bên kia thì đang rơi vào thế 2-1. Vâng, được nhận 45 vàng. Thiếu một chút vàng nữa là lên được cái đầu máu. Vâng, Gunny thì tầm này không hoạt động. Anh em thì thấy là đánh trong map 22 mà gần như một người không hoạt động thì nó buồn đến mức nào. Vâng, lần xong đầu máu. Tiếp tục bùng rất nhiều các vị trí ra. Lớp đang đánh rất khỏe ở trận đấu này. Khi được Quýt làm cho được cái nhiệm vụ đang tương đối cao. 96 đến từ game tổ về lớp. Vâng, đây là pha đấu quân. Nhưng mà Hồng Anh đã có một vị trí quân mà đẹp và đông hơn. Lớp cần phải rút lại. Phải rút lại, phải rút lại. Vâng, anh phải rút lại ngay. Vâng, cái thế bây giờ là quân đội bạn đứng đẹp hơn nhiều. Mình phải tìm cái thế đẹp mà đứng. Vâng, vậy là không có một cái vị trí nào mà sang được nhà cái thủ Hồng Anh cả. Nhà Hồng Anh đã khung lại là rất là đẹp. Và bây giờ Hồng Anh còn có vị trí đứng là quân. Ui giời ôi. Khiếp hồn. Cái gì? Vâng, Nature từ Hồng Anh kìa. Vâng, tôi có nhìn nhầm không? Trời ơi, đồng quá, đồng quá, đồng quá, Hồng Anh ép trâu quân quá. Tham Lai vẫn là 9 năm nhưng mà Hồng Anh anh em có thể thấy tầm. Vâng, cái kích này phải tầm 3 cái quân của Hồng Anh không ít. Ui ui ui. Vâng, anh em có thể thấy là ông Hồng Anh rất hổ báo, lao thẳng vào, không hề đến xỉa gì cả. Nây trồ xong. Ta cũng xem anh nhân thủ cầm kích xem Tham Lai bao nhiêu. Vâng, Tham Lai 28 đi vào nhà cái tủ Hồng Anh. Rồi, 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 đi vào, đi vào, đi vào. Ô, Hồng Anh lọt. Rồi, tình huống này sẽ thực sự là mất tay đây. Hồng Anh sẽ mất tay tên này. Bên lớp cần phải đỡ được nhà. Ok, Gunny kìa. Ô, Gunny. Gunny chưa ra vào và chết đẹp con lông dân. Tìm xem Gunny ở đâu nữa không. Rồi, Gunny chết ra rồi đấy. Chỉ còn nhà thôi. Ông thật. Vâng, Tham Lai 26 Quýt đang làm quá nhiều điều ở cái trận đấu này. Vâng, lọt ruộng chính rồi. Lọt ruộng chính đến từ game thủ Hồng Anh. Trời ơi, đáng tiếc là đạt là chỉ chém 2 thôi rồi. Ôi, Gunny hít ra thôi. Có đánh pick Gunny không? 25-36, bây giờ bên lớp có ra được, chúng ta xem bên lớp đỡ nhà. Vâng, Tham Lai chỉ còn 74 rồi. Hồng Anh đẩy quân quá gắt.
Rồi Hồng Anh đang có một turn mà ủa quần Hồng Anh đồng qua nhờ. Vâng bây giờ thì vâng Hồng Anh đang đẩy quân đây, có Quýt, có sự tham gia của Quýt đây rồi. Không biết là về lớp có được nhà không, tham này vẫn đang là 70. Vâng tham này rất đông. Tham này đã tụt xuống còn 66 thôi, một tình huống mà Hồng Anh đẩy ba cái quân của game thủ Hồng Anh. Bây giờ Quýt về đỡ rồi. Quýt về đỡ với tham này 23 của mình vẫn đang ở bên nhà Hồng Anh, vẫn đang ngoáy rất tích cực. Nhưng mà Hồng Anh đã có một thêm ứng quân đang tương đối là khó chịu. Đứng vừa nên chỗ BA và vừa đứt quân của Quýt rồi. 21 từ Quýt rồi, Quýt đã kiệt máu rồi. Lớp bây giờ phải làm điều gì không anh? Vâng tham này 68 đến từ game thủ bên lớp. Vừa dần giữ và vừa phải đỡ nhà, quân cứ lở ra là khả năng cao là dần giữ được. Tham này 68. Hồng Anh sẽ tiếp tục đẩy quân lên, vâng vậy là Hồng Anh tiếp tục đẩy quân lên tham này 70 của game thủ bên lớp rồi. Hồng Anh đẩy quân là quá rát. Quá rát đến từ Hồng Anh. Vâng một trận đấu mà đáng ra cái quân Summer để ví dụ là con AC thì ngon. Vâng, quá đông. Quá đông đến từ Hồng Anh. Vâng vẫn tiếp tục lấy chỗ. Vẫn tiếp tục lấy chỗ. 70/160. Vâng vậy là Hồng Anh đang có tình huống mà đẩy quân lên quá là gắt rồi. Quýt chỉ còn tham lai còn 19 thôi. Vâng một trận đấu Hồng Anh đang về sau đang cố cân đôi rồi. Ghê thật. Vâng Hồng Anh đang gần như đang là cân đôi. Quýt tham 20 thôi. Vâng 59/160. Vâng, dù Hồng Anh đẩy quân gắt quá. Ui dồi. Vâng, tham 58 thôi, khả năng tương này vẫn đỡ được. Vâng, tham này cân thôi, tham 20 đi từ Quýt thôi. Cân thôi. Cân thoải mái. Rồi, bây giờ phải đẩy lùi được cái tương này cơ. Phải đẩy lùi tương quân này. Dân mình Summer. Đập. Vâng, tham này 63. Vẫn đỡ được nhà rồi, khả năng cao, vẫn đỡ được nhà đến từ cái thủ về lớp. Ngon rồi. Vẫn đỡ được nhà, cơ cấu nhà thật nhanh, bỏ hết dân vàng anh ơi, bỏ hết dân vàng đi. Ra ruộng. Có 600 thực rồi. À 600 gỗ, rất nhiều gỗ rồi. Đen hết đi và ra ruộng. Rồi chúng ta cùng xem. Tham Lai thì hiện tại đang rơi vào cái thế cân. Vòng tham này 73. Vòng tham thì cặp cân thôi, không có gì cả. Vòng tơn rồi chúng ta đỡ được. Tơn quân quá là kinh điển của game thủ Hồng Anh. Một tơn mà anh đẩy một phát được 3 cái quân. Phải thực sự là Hồng Anh là một cái hệ mà ua vâng lại bị lò rồi. Vâng tơn thực sự là mất tay đây. Hồng Anh này không biết là công giờ đã của Hồng Anh đã có đầu máu chưa. Vâng ua tiếp tục lây trồ á. Đi bà lây trồ kiểu gì với từng đây quân. Bắt hết tân quân to của Hồng Anh này và anh sẽ phải đẩy quân lại ngay. Đẩy quân ngược lại. Quá kinh điển vâng ba từ giấc vào Hồng Anh lây trồ. Tôi vẫn chưa hiểu tình huống vừa rồi của Hồng Anh. Vâng thực sự là anh quá tự tin đến khả năng điều rờ hay là cảm giác là về lớp không còn nhiều quân. Vâng trận đấu vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Lớp vẫn đang có tham 70 mình và bắt đầu tân quân rất to của bên lớp rồi. 70 đến từ bên lớp. Còn đây là tham Quýt tham 16 và chắc chắn là Quýt sẽ quáng lở ra. Vâng Hồng Anh như là khả năng em nhìn trên bản đồ Hồng Anh vẫn đang đẩy quân. Vâng Hồng Anh thì cái hệ mà ép ít quân cũng như dồn quân là cực kỳ gắt thôi. Vâng nếu mà trong cái làng ao hiện tại thì em nghĩ là chắc chỉ có chim sẻ đi nắng mới là người có thể gọi là đỡ được cái tơn mà gọi là đẩy quân của Hồng Anh thôi. Vâng tiếp tục là một tơn mà tràn quân của game thủ Hồng Anh. Nhưng đây là có sự góp mặt của game thủ bên lớp rồi. Tham Lai. Bố Tham Lai thoải mái, đánh thoải mái, bắt tơn này ơi, bắt tơn này của Hồng Anh vào. Rồi. Vậy em, úi dồi ôi. Vâng lớp đang lên đồng. Vâng bắt được rất nhiều quân của Hồng Anh ở cái tình huống này. Tham Lai đang là 80. Nếu mà soi tham thì bên kia chỉ còn một mình game thủ Hồng Anh đánh thôi. Tham Lai 80 rồi. Hồng Anh vẫn đang khó chịu cái tơn này. Không bao giờ
cố gắng anh để tơn quân đứng ở ruộng đi. Rồi 75. Sau cái tơn này, đây đây đẩy luôn thôi, đừng đưa quân anh có thể hòa tan, đẩy luôn. Đẩy luôn, chúng ta là hai người đánh không có gì phải sợ cả, đánh thoải mái và tự tin ra. Đánh và tự tin là ngon. Tham lai 84 đi 176 từ kiếm thủ về lớp. Rất kinh khủng một cái bài mà bên kia Hoàng Anh là cái hệ ép quân thực sự trâu. Nhưng mà rất may cho chúng ta là quân chúng ta thì thực sự là một cái gì hệ gì đó khác. Nhưng mà rất may là Quýt đã chém rất tốt trận đấu này. Vâng, đây là Hoàng Anh. Vâng, đây là cái tầng con tầng dốc rất cao. Phải thực sự là cẩn thận. Vâng, 87. Ông đỡ hộ vâng tơn này là tơn rất to của viện lớp. Rồi, bắt chặt tơn này cho em. Bắt chặt vào. Vâng, vô tròn đầu anh lại và bắt đầu lắn. Đến từ game thủ viện lớp rồi. Vô tròn vào. Ưng lắm, vô tròn vào. Rồi, Hồng Anh không tên này không chạy được, đó là phải e thôi. Quân mình vô tròn đối bạn vào. Thôi. Ông lớp tôi. Em xin anh. Rồi, đi sai rồi, vâng tỷ số là 2-0. Vâng, định làm cái trò gì vậy? Vâng, vậy tỷ số là 2-0. Vâng, trận đấu này nếu mà Gunny khỏe ra thì khả năng cao chúng ta bị tím đấy.